Sau Nhật xin chào các bác, em tiếp tục lên sóng máy lọc khí phục vụ cả nhà. Ở trên hình các bác là một con máy lọc khí Panasonic FVC70C. Đây là cái phân khúc cao cấp nhất, VIP nhất của Pana tại thời điểm nó sản xuất. Em cũng đã nói nhiều rồi là các bác khi mà mua máy lọc khí Pana thì các bác chỉ cần nhìn có cái mắt cảm biến phát hiện người này thì các bác biết là trong cái năm đấy thì cái model này nó là cái model cao cấp nhất nhé. Vì nó còn có nhiều cái model râu ria thấp hơn. Đấy. Nhiều bác thích năm sản xuất to nhưng mà mình không hiểu về máy thì mình sẽ mua phải những cái con máy nó là những cái model. Model gọi là model nó model rẻ. Nó cắt bớt các option. Đấy. Còn đối với cái model này là cái model cao cấp đủ full tính năng nhất. Nó đủ 5 cảm biến, thứ nhất là cảm biến ánh sáng các bác này. Đấy. Đấy. Cảm biến phát hiện người là 2 này. Cảm biến ẩm, cảm biến mùi này. Cảm biến thứ 5 là cảm biến bụi. Đấy. Hai cánh vẫy. Rất là đẹp. Con máy đẹp xuất sắc luôn. Con này em đấu biến áp điện 220V rồi nhé. Màng HEPA theo máy zin còn rất là đẹp. Màng than hoạt tính. Đấy. Mọi thứ rất là ok. Đẹp. Phân khúc cao cấp. Cảm biến phát hiện người. Bên này là phần bình nước buồng. Con này có bánh xe đẩy các bác nhé. Có khóa bánh xe này. Bình nước buồng này. Màng tỏa ẩm zin theo máy còn rất là đẹp này. Chung là một cái máy rất đáng để các bác mua. Giá thành bây giờ nó cũng khá là hợp lý. Rẻ hơn trước rất là nhiều. Series máy năm sản xuất 2013, series 8338, 66W, VC70XZ dùng cho phòng khoảng 50m² đổ lại các bác nhé. Đặc biệt là cái model này thì nó có thêm cái tính năng là điều chỉnh được các cấp độ buồng, có 3 cấp độ khác nhau nhé. Chỉ cái model cao cấp này trở lên mới có thôi. Đấy, và khóa cho em hẹn giờ, dọn phòng nhanh thì các tính năng này thì nó cũng như các model khác thôi. Đấy. Bạn nào lấy trong này các bác liên hệ nhé. Chào các bác.